Rồi chiều hôm nay là có quà 10 kim cương, lại là hộp quà bốc thăm cảnh sát nè mọi người, nhớ vào nhận nha. Đây có tiền nha mọi người. Rồi được gì đây? Là trời, được cái mắt kính các bạn ơi. Mọi người bắt được cái gì thì nhớ comment bên dưới nha. Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Trời ơi, không biết là hôm qua chỗ các bạn có mưa không? Chỗ mình mưa quá trời, bây giờ bị bệnh luôn rồi này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bệnh viện để mà đi chữa bệnh nha các bạn. Đây, hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một căn nhà phong cách là bệnh viện ha, ở bên Đông Á nha các bạn. Mình mới qua bên Đông Á mà thấy ngôi nhà là rất là đặc biệt luôn, cho nên là mình vào mình review cho mọi người xem. Xem là bệnh viện trước khi cập nhật thì cái bệnh viện của mọi người đi coi sẽ như thế nào ha. Ôi mà trước khi vào là có những cái nôi là mọi người không hiểu sao tự nhiên mình nằm dưới đất ta. Hình như là nãy nó bị nằm hết chỗ rồi đó mọi người. Thả xa cho chủ nhà nha. Ôi nhà này được 1,1 triệu luôn nha các bạn, gần lên 1,2 triệu luôn rồi nè. Rồi bạn nào chưa tham gia mini game vào ngày 16 tháng 5 của mình thì nhớ tham gia ha. Link thì mình để dưới phần comment kim nha các bạn. Rồi cái tiếng hàng này dịch ra là nhận nuôi nha mọi người. Ai muốn nhận nuôi thì vô đi nằm nha các bạn. Trời đất ơi, có mấy bạn nằm đây quá trời luôn này. Có cần mình zoom lên cho mọi người thấy hết những cái căn phòng ở đây không? Một xíu thì mình sẽ đi hết từng căn phòng cho mọi người xem nha. Ủa bên góc trái kìa mọi người. Ui, chủ nhà này rất là đầu tư luôn, deco một hẳn một cái bệnh viện rất là xịn luôn ha. Ê, từ từ đây mình sẽ đi từng phòng cho mọi người xem. Đây đây đây, mới vô thì chủ nhà có cái... Ui là trời, sao lại để cái dép lão ở đây ta. Rồi bên góc bên này thì cái này là mới vào nhà nha mọi người. Ở bên trái là có một cái chỗ để cho mọi người nằm này, khám bệnh nè. Mới vô hình như là bóc phiếu chỗ đây các bạn. Bóc phiếu chỗ đây xong rồi sẽ lấy phiếu đi số thứ tự đi khám bệnh ha. Ui xịn nha mọi người. Ở đây là cái gì đấy ta, không biết là để làm gì luôn. Như là kiểu phòng chờ của bác sĩ với mọi người. Rồi bên qua bên đây thì nó cũng có mấy cái nôi này các bạn, nhưng mà cái nôi này hộp quà. Rồi vô trong đây là biến mất luôn các bạn ơi. Ôi là trời, có em bé vô trong hộp quà luôn hả? Ủa trời trời, có bạn nhận ra mình kia. Rồi mình sẽ khám phá từ bên trái qua bên phải nha mọi người, và leo lên phía trên kia luôn. Phía trên kia hình như là có cái hồ bơi các bạn, không biết là sao để mà lên trên đó nữa. Rồi bên đây các bạn ơi. Rồi để mình ngồi lên đây mình cho mọi người xem nha. Ngoài bên phải hình như là một cái đồ để chứa cái công cụ y tế đó mọi người. Còn bên trái nè là hình như là một cái máy để nghiên cứu cái gì đó. Ui, nghiên cứu Covid-19 hả? Rồi bên đây, ui, đó là một cái phòng đầu tiên nha. Rồi qua phòng thứ hai này các bạn ơi. Phòng thứ hai thì chủ nhà để đây là một cái phòng tiêm thuốc. Không biết là ở đây có bạn nào sợ bị tiêm thuốc không nhờ thì comment bên dưới nha. Rồi phòng kế bên lắm là phòng CT nha mọi người. Đấy, bạn nào mà bị về xương hay gì đó thì giờ sẽ vô đây CT. Và kế bên là có cái máy tính để cho bác sĩ có thể báo kết quả cho mình khi mà CT xong nè. Ui xịn luôn nha mọi người, rất là hiện đại luôn ha. Rồi phòng bên đây là phòng X-ray hả ta? Là phòng X-quang đúng không mọi người? Đấy đúng rồi đấy. Ui có một cái đèn rất là xịn ở trên đầu chiếu xuống luôn nè các bạn. Ui nó sáng không? Quá là sáng luôn các bạn ơi, xịn sò liệt. Đúng là cái phòng X-quang các bạn, xịn nha xịn nha. Bên đây thì cũng có một cái bàn làm việc của bác sĩ luôn này. Ui đã nha, không biết là mọi người đã đi khám bệnh ở đâu lần nào chưa thì hãy comment bên dưới nha. Ui đây, bên đây thì cũng có một cái nồi em bé này các bạn. Ui lên đây nằm rất là xịn luôn. Không biết là phòng này phòng gì nữa. Ở trên đây thì có kệ sách trang trí nữa này. Là khám em bé hả? Trời, em khám em bé sơ sinh, mình nghĩ là vậy đó mọi người. Rồi phòng này là phòng khoa nội nha các bạn. Hình như là cái ghế này để khám dạ dày hay gì nè, các bạn có thể lên nằm luôn. Thì khoa nội thì các bạn khám tim nè, thận đồ các kiểu, nói chung là trong cơ thể người ha. Quay xịn nha các bạn, có cái ghế này rất là xịn luôn. Không biết là ghế này từ ở đâu nữa, mà cái ghế này giống cái ghế massage đó các bạn à. À bên đây là một cái phòng kiểu như cái thu ngân để tính tiền đó mọi người. Mỗi khi mà đi khám bệnh xong thì các bạn sẽ tới để tính tiền chẳng hạn. Nó có cái có máy tính này, CPU này để tính tiền nè các bạn. Ui xịn ha. Chưa thấy cái quầy thuốc ở đâu ha, mình không biết là ở đây có quầy thuốc không nữa. Ui lên lầu nữa nè các bạn ơi, nhưng mà mình sẽ đi khám phá ở dưới trước ha. Là phòng sinh nha mọi người. Ui phòng này là phòng để sinh. Ủa mà sao bà bầu sao có thể leo vô đây được sinh em bé hả? Ui là trời. À không biết, à mình hiểu rồi mọi người. Và những bà bầu á, thì sẽ nằm ở đây ha. Và sinh em bé ra thì mỗi khi em bé sinh ra thì sẽ cho vô đây nằm nha mọi người. Đấy em bé Vũ Viking nè. Ui nhà này decor rất là xịn luôn các bạn ơi, hợp lý luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thẳng đi qua phía bên kia xong mình sẽ lên lầu nha mọi người. Đấy ở trong đây thì có một cái chỗ nghỉ dưỡng cho người thân nè. À ở chỗ này thì có vẻ xịn hơn là mọi người. Phòng VIP nè, ui có chỗ ngủ nè. Wow ui có mấy chỗ ngủ luôn à, vậy là chỗ này là chỗ dành cho bệnh nhân mọi người.
dành cho bệnh nhân có thể là dưỡng bệnh ở đây ha. Ôi bên đây xịn hơn bên kia nha các bạn. Quay có phòng tắm luôn nè. Đúng chắc luôn các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng đây là phòng dưỡng bệnh của bệnh nhân rồi các bạn. Rồi bên đây thế này có rất là nhiều phòng luôn. Ui xịn nha các bạn. Phòng bên đây còn VIP hơn nữa. Có đồ ăn trong nhà nữa chứ. Ui đó, cái mấy cái giường này mới đã nè các bạn. Ui phòng bên đây VIP hơn cái phòng hồi nãy nha. Wow. Bên đây nữa, ui phòng bên đây như một công chúa luôn các bạn. Rồi chắc là vô, nếu mà được vô cái phòng này chắc là tốn tiền lắm luôn ấy. Quay quá trời luôn các bạn ơi. Rồi mình qua dưới đây còn 2-3 phòng nữa này. Ui phòng, mỗi phòng một phong cách các bạn à. Đấy, phong cách này thì kiểu như là bình thường. Có phòng vừa rồi màu hồng á, nhìn nó sang chảnh hơn ha. Phòng này thì cũng bình thường các bạn, cũng có nhà tắm, cũng có đồ nấu ăn luôn, có lò vi sóng luôn. Ui rồi phòng bên đây thế nào? Ôi trời ơi, phòng bên đây quất cái hồ bơi hay cái gì trong nhà luôn này mọi người. À cái này để ngủ hả? Mình tưởng cái hồ bơi. Trời đất ơi. À phòng này có hai người nằm luôn nè, dành cho hai người nằm luôn này các bạn. Wow. Kiểu như mà bệnh mà rủ nhau bệnh chung á thì vô đây mướn cái phòng này nha mọi người. Hai người luôn. Rồi, ở phòng dưới đây thì coi có gì nè mọi người. Ôi. Ui, xịn nha. Ui, cái chỗ ngủ này cũng xịn nữa nè. Đấy thì tổng cộng có 2, 4, 5 phòng ha, 5 phòng xịn luôn nha mọi người. Khi mà gần khỏe rồi các bạn có thể là tập thể dục ở đây luôn, dành cho người thân hoặc là bệnh nhân mà khi khỏe rồi có thể là tập thể dục mỗi ngày ở đây luôn ha. Wow, ui ở ngoài kia còn có bắt cua nữa kìa mọi người. Ủa có phòng vệ sinh ngay đây luôn đây mọi người. Trời đất ơi, đặt ngay phòng vệ sinh ngay đây luôn, tiện ghê á. Rồi ở bên đây hình như là phòng mổ các bạn. Phòng mổ, ui là trời, phòng mổ nè. Ui được nha, nó giống cái phòng X quang hồi nãy đó các bạn, có cái đèn phía trên kia kìa. Nhưng mà ai tắt cái đèn rồi, ai tắt cái đèn mất tiêu rồi, sao cái đèn nó không sáng nữa mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên phía trên kia thử nha các bạn. Đây, ở đây thì có một cái khẩu đại bác nè, chắc bắn mình đi đâu không biết nữa, để mình leo vô coi thử thế nào. Rồi bắn mình xuống đây luôn, không biết để làm gì luôn. Ôi chỗ này hình như là có một cái chỗ để giải trí nè các bạn. Đó cầu tuột nè. Ôi các bạn có thể là vẽ tranh ngay chỗ đây luôn. Không biết là mình có leo vô mình vẽ được không. Rồi không vẽ được nha mọi người. Rồi bên đây thì có những cái đàn piano được các kiểu luôn nè. Đấy thì bạn nào thích giải trí thì có thể là vào đây để giải trí luôn. Bên đây có bàn để mà ngồi nói chuyện thì phải. À bên đây thì có một hai cái phòng để ngủ nữa nè. Giải trí xong mình là vô đây ngủ nha mọi người. À, ngoài vườn thì chủ nhà ghi ở đây là săn chơi ngoài trời các bạn. Đây thì mình sẽ ra ngoài. À, wow. Ui, ở ngoài đây mình thấy hồ bơi quá trời luôn nè. Ủa toàn là hồ bơi không vậy? Toàn là hồ bơi không à các bạn ơi. Đâu có gì chơi đâu. Rồi đó là căn nhà bệnh viện mà của người chơi decor đó mọi người. Không biết là ngày thứ hai là nhà phát hành sẽ decor cái bệnh viện của nhà phát hành sẽ như thế nào ha. Chúng ta cùng đón xem nha mọi người. Thì trong bản cập nhật sắp tới thì mình sẽ review cái bệnh viện cho mọi người xem ha. Rồi bye bye và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye. Good, 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 good